Xin chào bạn, Master Trần đây. Trong bài hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến bạn cái hiệu ứng mà để che khuôn mặt trong tin tức phóng sự mà nó hay dùng. Đó chính là cái hiệu ứng phát blur. Ok, thì tôi sẽ kéo cái này ra. Tôi sẽ làm khoảng ngắn thế này thôi. Ok, cùng chân ca cắt đi. Đi nịt luôn. Tôi sẽ vào effect. Ở đây thì nó sẽ nằm trong cái phiên bản 2015 thì nó nằm trong Blur and Sharpen. Đâu rồi, Blur and Sharpen này. Còn phiên bản 2017 nó nằm trong cái này. Hoặc chúng ta cũng có thể gõ phát Blur ở đây thì nó sẽ ra. Tôi quyết qua đây. Chuyển sang Effect Control. Đây, effect control thì đây là phát blur đây. Nó có hình ellipse, hình vuông, hình pen. Hình pen là vẽ chính xác nhé. Vẽ chính xác. Còn cái này thì tôi cũng không cần phải chính xác đâu. Vốn là nó phủ, nó che hết được cái khuôn mặt là được. Đó, ok, thì tôi sẽ chắc forward nó. Thế tôi chắc forward nhé. Chắc forward để cho nó bắt dính chuyển động. Đó, như vậy nó chắc xong đấy. Nó chắc xong, bây giờ chúng ta sẽ làm nhòe khuôn mặt đi. Nhòe khuôn mặt đi nhá. Chúng ta làm cái blur gradient này. Nhòe đi. Chúng ta có thể nhòe theo chiều ngang, chiều dọc, tùy nhá. Đó, như vậy là cái đối tượng nó được làm nhòe. Tương tự chúng ta có cái đối tượng khác thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong bài tiếp theo.